bây giờ tớ phải ngồi khâu cái nơ này cho cái ông bạch công tử. Tôi thì khâu, còn mọi người thì đang léo nhéo ở kia, tôi không biết là làm cái gì luôn. Sao vui vậy? Tại sao tôi lại phải ngồi ở đây? Bây giờ tôi sẽ khâu nha. Như này thôi. Dạ. Còn cái bé một xíu rồi. Dạ. Nó hơi phức tạp ấy anh. Em xin lỗi. Mọi người ơi, mình lừa một thằng ngu. Anh ạ. Dạ em xin ạ. Ôi giời ơi. Rồi đi nhặt đi em. Đi nhặt đi, anh cho ở đầu này. Đi nhặt đi em. Dạ. Sao cái máy của tụi nó chia đôi ngã đường đấy nhỉ? Lại mới cắt hôm nay đấy mọi người ạ. Em thấy bất ngờ không? Bất ngờ gì ạ? Em thì mệt, để chỗ nhiều là bị mệt, để chỗ nhiều em mất đến đây là điều nhiều. Cái bánh này là anh mua đấy, anh tặng bất ngờ cho em. Happy birthday to you. Không phải đâu, tất cả là do mình. Hắn này còn có tiền đâu, từ nãy giờ cầm tiền của mình đấy. Thực ra mọi người thấy không, nhìn sang trong cái phái này tất nhiên phải có tiền tặng em nhé. Chúc em một đời an nhiên. Thực ra là anh chỉ vào đây anh chúc để tí được ăn bánh thôi. Bánh ở đâu ra ấy? Bánh của thằng này. Anh vui tính nè. Thôi để tình này ông ấy không tiền cho tôi. Bây giờ lát tôi cho ăn kém một miếng nhá. Được chưa? Vui chưa? Yeah, vui quá. Em này, cảm ơn chưa? Không cảm ơn à? Tặng người ta tặng mà không cảm ơn. Giả đấy. Ô, cái chết. Có gì đấy nó xinh xa ấy. À, anh ạ. Người ta 6 giờ đến, lịch 6 giờ đến là đúng 6 giờ, 7 giờ đến. Em ấy, bây giờ 7 giờ đến thì thôi nào, đóng tiền nào. Đóng tiền được vào. Con lợn này đẹp thế nhỉ? Thì cho người ta vào nó chứ, đồ đặc lính kính đóng này. Đóng tiền xong mới được vào chứ. Quy định anh từ từ chứ, bây giờ tiền nong nó ở dưới đáy xã hội rồi, không lấy được. Dưới đáy rồi. Thông cảm nha lợn nhá. Nhưng mà nhưng vào nhớ đóng tiền nhá. Có đóng tiền không? Không đóng không? Không đóng đi về. Đóng. Bạn ơi, make up xong rồi. Tôi cho phép em thích tôi. Không yêu cầu không. Tôi cho phép em xem tôi. Không xem. Cắp nha. Mẹ trai đẹp make up tấn phấn như này. Tấn phấn nha mọi người ơi, một tấn phấn tôi còn không nhiều như này luôn. Ba cái mặt của tôi cũng không hết cái chỗ này. Đang chắp vữa ở mặt này. Đang chắp vữa. Không phải đâu, tại vì mình bóp nó nhiều quá ấy. Trời ơi, bọn mình đã có mặt ở nhà Dương gia để quay cho Bạch Công Tử nè. Nhiều khi con nãy Dương ra đồ của chúng ta. Bây giờ bọn mình sẽ hỗ trợ các bạn chuyển đồ. Hỗ trợ nha. Mình phải uy hiếp ông ta. Chưa có qua đâu. Khổ quá hả? Uy hiếp. Đây ủng hộ là như này. Hỗ trợ. Nặng nhọc quá. Đấy, rồi. Nào ai hỗ trợ. Đây. Hỗ trợ. Rồi. Còn không? Nào hỗ trợ. Cố lên. Rồi, hộ đúng một tay thôi, không hộ hai tay. Mọi người ơi, sau khi mà chuyển đồ ra đây rồi ấy thì bây giờ bọn tôi lại phải chuyển đồ vào trong phòng nha. Bây giờ tôi sẽ hỗ trợ mọi người một tay. Em không phải chuyển đồ. Em là chủ mà. Bà chủ đấy, mặc đồ hấu này mà có play bà. Đây, để con hỗ trợ phòng đây nhá. Một tay thôi. Rồi cầm đi nhá. Cũng đi. Không làm gì được. Cậu ơi, cái thằng Hà Hắc nó bắt nạt con. Bắt nạt sao? Dạ. Tức ấy, tức hộ con ấy. Anh ơi, nó làm gì đấy anh? Thằng này tăng động mà em. Nó một ngày nó không chạy là nó chết đấy. Thấy không? Nó chạy như trâu hùng hục kìa. Nhanh lên, đưa quay, từ. Ok, quay. Slow motion. Ôi, vòng eo con kiến này. Con này là con kiến chúa. Đấy là vòng eo bánh mì. Đấy, đúng chưa? Cút tè đây, con này cũng bánh mì này, bánh mì đâu? Bánh rán. Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với tiết mục văn nghệ của ngày hôm nay. Hôm nay tớ cùng với bà chủ sẽ nhảy bài Hát Bạch Công Tử. Nào. Rồi, thu mỗi bạn 10.000 nha. Anh 10.000. 10.000
gì? Thò mặt vào đây là 10.000. Không. Ngầu quá. Ngầu quá. Anh bảo hai em ngầu ấy, không phải hai ông này đâu. Sao? Ôi, sao em đốt tiền như giấy nhỉ? Sao? Mai đi anh ơi. Sao? Tiền giấy mà. Giàu đấy, hai con hầu mà giàu đấy. Áo. Các bạn ơi, chúng mình đã quay xong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Bây giờ là 12 rưỡi rồi, bây giờ bọn mình phải nói chuyện khẽ thôi nhá. Đấy, nghe chưa? Mọi người nói bé thôi nhá, đừng ai nói nhá. Bây giờ bọn mình phải nói khẽ rồi cho bác ngủ, bọn mình sẽ ăn trong im lặng nha. Đây là mâm cơm của bác Thúy nấu. Đầu bếp của chúng mình. Ăn không, đầu bếp của... không phải của chúng mình. Bây giờ trầm trồ vì đồ ăn ngon nhưng mà cũng phải trầm trồ trong im lặng nha mọi người ơi. Trầm trồ trong im lặng này. Không bạc đấy anh ạ. Vàng đeo đầy cổ nhưng mà biết vàng gì không? Vàng giả đấy. Nhựa. Nhựa. Tiếp mua đâu không? Kẹo sàn. Ê ơi, em tưởng đặt trên Shopee cũng mấy nghìn một giây. Con hầu của Hắc Công Tử nhưng mà là vợ của Bạch Công Tử, được chưa? Chúng tớ là một đôi của em. Ôi dồi, tôi chết rồi. Em ơi, đây là mỹ khí của tôi nhá. Đây. 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 Đeo cái này. Đây. Đây. Không bạc quá đây. Mỹ ham. Đây là giả này. Mọi người đừng quan tâm gì ở đây, chỉ quan tâm trai đẹp như tôi thôi. Tôi. Mẹ mày đi, quất mẹ đi, mẹ mày đi, quất mẹ đi. Bạn ơi, bọn mình đã đến địa điểm quay thứ hai rồi nha. Ok, yeah. Quay ở đây màu đen hết luôn, có mỗi anh Hòa trắng bạch luôn này. À, chị Yến nữa kìa. Hello mọi người, mình đang trộm điện thoại của chị Hòa. Em xin lỗi. Mọi người đừng nói gì. Trời ơi. Yến được, chị đang xin tiền. Em xin lỗi. Chị không quan tâm điện thoại. Ôi, chị em buồn. Chị ơi, chị ơi, chị order, chị order nước hộ em nhé. Nó em xin lỗi, em sẽ cắt đoạn này, em sẽ cắt đoạn này. Chết rồi, ngầu quá các bạn ơi, phải làm sao? Nó phải đứng để bắt tay ra đi. Bạch Công Tử biến thành thằng quay phim rồi ạ. Mình đã trở thành thằng quay phim rồi đây. Đã biến thành thằng quay phim lúc nào rồi? Mình đang khổ ấy. Thực ra mình chỉ làm thuê cho thằng Hắc Công Tử thôi chứ mình. Nhục thế, sao nãy quăng tiền đúng rồi mà. Anh em quăng tiền bù mà. Anh bao gấp 2, gấp 4 mà. Sao thì ra là anh làm thuê cho cái thằng Hắc Công Tử à? Hai đồ. Ui, hai đồ này. Hai đồ chơi với nhau này. Các bạn ơi, mình ra thành xe lép rồi. Xe lép. Anh, tặng em một điều lắp bít nữa. Lại là mày nữa. Nữa. Tặng một lần nữa thôi đấy. Thế chưa? Nghèo kinh, nghèo kinh. Sao hả bạn? Phơ. Em ơi, nãy em bảo mà chị như thế thì hả em? Em bảo mà chị như đít khỉ à? Bây em nhìn lại bản thân mình đi. Nào đỏ ăn xem đứa nào đỏ hơn. Em bảo ai đít khỉ à em? Đây. 20. Em có bị thần kinh không? Mày bị dở à? Em bị thần kinh à? Vâng. Mày bị thần kinh à? Thế không trả tiền là đúng rồi. Bị thần thế thì mày phải trả lại tiền của tao chứ. Em ơi, mắt em bị làm sao ấy? Mắt em bị đục thủy tinh thể à? Cười chó ơi. Ai mà cười? Thấy hài thì cười. Không, cười. Xấu, không được cười. Em ơi. Tao được cười rồi. Mưa. Mưa che. Che. Rồi che giữ chưa? Che đây. Che mỗi cái mái này. Ừ. Không thì nó thành nước chở cá biệt mất. Khổ lắm bạn ạ. Mọi người ơi. Mọi người hãy bật nước chở cá biệt của anh Trung Lê đi lên xem nha. Xem có lớp 7 nha. Bắt chúng mình đi lấy gạch, lấy một đống gạch về không biết gạch, là cái nồi to như tưởng là nấu xoắn 60 em ạ. Cái nồi. Cứ te. Trời ơi đẹp điên luôn. Mình sẽ đột nhập vào bếp nha. Đột nhập vào bếp xem có gì không nha. À, đây là cái gì ạ? Ối. Ối ạ, để cho thử xem nó có ăn được không nhá. Đây, để cho thử xem nó có ăn được không nhá. Ô, đây, để thử xem nó có ăn được không nước chưa đổi. Này, vào đây bác bưng hết đồ ăn, bác cho ăn hay chết. Đây, con xin. Chết rồi. Em đi nhanh, đi nhanh. Béo lắm rồi ấy. À, thú, ở dưới. Là đá ở dưới. Lâu vào đây, ăn. Nhất quả ối một đá ở dưới. Ngon. Mà mình nấu chè bằng tiền nha.
Tiền của hai công tử. Sáng chết mẹ luôn, khói. Ngày xưa công tử Bạc Liêu đốt tiền để nấu trứng. Bây giờ mình đốt tiền để nấu chè. Đại gia đẳng cấp của mình đấy. Cái nào? Công tử, Bạc Liêu. Bể cá của bố chị Yến nè. Mà không thấy con cá nào hết mọi người ơi. Ai nhìn thấy cá thì hãy comment cho mình biết nha. Hát thế mà vẫn phải, con đội này vẫn phải trầm trồ khen hay mọi người ạ. Các bạn ơi, đói quá, bây giờ là 2 giờ rồi, bọn mình vẫn chưa được ăn. Ui, 2 rưỡi rồi, mà 2 rưỡi rồi, bọn mình vẫn chưa được ăn mọi người ạ. Mày công tử hôm đang phải cắm đầu cắm cổ có dọn đồ đây này. Năng lượng lên nào anh, năng lượng lên. Năng lượng lên, có gì đâu. Bây giờ mấy 2 rưỡi rồi mà, chưa được ăn thôi, có gì đâu. Mình ngất đến nơi các bạn ạ. Đừng ngất nhá. Nay mình bị bóc lột xương lòng đâu, mình ngất đến nơi rồi. Anh nghĩ mồm đi. Ê bạn ơi, bạn mang đi đâu ấy? Mẹ, mình nhìn đây, mặt của anh ngon như này mà đéo em. Không bằng tôi vứt mẹ. Tôi vứt mẹ. Em ăn chứ gì? Ừ, thì em đi vào đây. Ê, vào đây. Ê, khoai này. Thế cái này không ai ăn? Cái này có ai ăn không? Có, đổ mồm em. Mày đi ra, tao vứt mẹ đi. Em ăn. Mày ăn, tao vứt mẹ đi. Em ăn được không vứt đâu. Chị ơi, em đã quay lại được bằng chứng của hóa mọi người. Em không ăn một tí nào, em thề. Ơ? Nó đánh mình ta. Anh Quang cái gì? Mày quay chị tao. Em quay anh với anh đẹp trai. À, xuống thế. Chai nước nào đây mày? Tôi là người Hàn Quốc, tôi mới đến Hàn Quốc về Việt Nam. Annyeonghaseyo. Mình chó sóc. Thằng bà kia đang quay rất là chăm chỉ mọi người ạ. Cái bà này vô duyên hết, đi ra xem. Đấy, vô duyên. Anh ơi, bạn anh hơi vô duyên đấy. Vô duyên thật đấy. Ê, bạn anh là hơi vô duyên mà. Bạn bảo tôi giả ấy là phải rồi. Đúng rồi, tình hình là anh về anh dạy lại bạn anh đi nhá. Do vô duyên đấy. Đã vô duyên đánh đá đúng không? Đánh đá. Mới nói thế đã đánh bạn rồi. Đâu cái gì mà đâu. Nào. Mày đừng tưởng mày lớp 7 mày đánh tao. Từ lớp 1 đến lớp 5 tôi chưa sợ. Mày nghe mày. Giỏi ấy. Mọi người ơi, và hôm nay là ngày cuối cùng quay Hắc Bạch Công Tử đã kết thúc rồi. Bây giờ bọn mình đi về. Đi về.